nhá. Đi vào rừng để kiếm một hạt rất là ngon. Anh em mình sẽ, bây giờ Dũng hát căng nhở. Anh em mình sẽ vào để tìm hạt dẻ anh em ạ. Mùa hạt dẻ đến rồi. Tìm về hạt dẻ để về để hầm với thịt ăn nha mọi người nhá. Tìm hạt dẻ đi nhờ. Vào rừng lấy hạt dẻ anh em ạ. Chào anh em nhá. Hôm nay anh em đi rừng kiếm hạt dẻ anh em ạ. Hạt đắt thì không lấy đâu. Cắt cơn anh em ạ. Hôm nay vẫn vắng chú Vinh nhá anh em nhá. Chú Vinh ngày mai mới ra quân được. Chú vẫn kiểu cúng kiêng 5 hôm ra khỏi nhà anh em ạ. Đi anh em lấy hạt dẻ thôi. Đây đây anh em ạ, đây toàn những cây hạt rẻ đấy. Đây này, đúng rồi, cây rẻ này anh em này. Này, nhiều lắm. Này, toàn đây là rừng rẻ anh em ạ. Ngày xưa vừa nhỏ anh em mình đi. Trên này nó nhiều lắm nhờ. Trên này nhạt suốt mà. Bây giờ lớn rồi lười ra. Với nó cũng không ngon như ngày xưa không có gì ăn em thơm. Kẹo không bao giờ được ăn đâu bây giờ. Mà về họ cũng ăn nhưng mà cũng chả ăn mấy. Bây giờ chạy lát vào chợ một phát là có ngay đúng không? Ờ. Đây. Cây này chắc có này anh em ạ. Chim chóc các đây, cây này to này. Ôi giời, địa nhiều mà anh em. Nhưng mà nó phải tùy từng cây đấy. Có cây nó chưa chín. Nó chưa rụng anh em ạ. Này lấy củi đấy nhỉ. Đây có ngựa anh em trong bản đi lấy củi anh em ạ. Chắc ngựa chạy. Ô hôm nọ mình thấy chưa thấy lấy đâu nhỉ. Có, hình như có rồi mà. Rất là to. Ê, nhưng mà có cây thì lại rụng, có cây thì chưa rụng. Đây này, hang của con chôm chôm kìa. Hôm nào đi bắt chôm ở đây này. Nhiều lắm không em ạ. Đây này, anh em này. Cây to chưa? Mùa chôm chín, này. Chôm bay đúng không? Này, cây quả xanh của nó nhiều mà anh em. Đây này. Nhiều lắm đây này. Anh em phải đi vào trong rừng sâu kia để mà kiếm cái cây nào nó chín trước hay nó rụng trước. Bây giờ thì... Có sóc ăn nhỉ? Không, mùa này sóc chưa ra. Xem ở trên mạng ấy, ở trên anh em đi bẫy sóc được nhiều thật. Có phải đấy, có phải cây có mắm muỗi không nhờ? Ơi, quả gì ấy, quả mắm muỗi sao ấy? Quả mắm muỗi ăn được đúng không? Ừ. Nhưng mà không biết quả gì, không phải. Thật mà hạt nó giống lắm. Anh em xem hạt nó xem. Chỉ có bác Khánh mới biết thôi. Ú, được một em sâu bọ rồi bác Khánh ạ. Đây này, hạt nó đầy giống hạt mắm muỗi lắm. Hình như hạt mắm muỗi thật đấy. Em thêm đập ra xem nào. Sâu bọ. Em thêm đập hạt này xem là có phải hạt mắm muỗi không? Hình như giống mà em mình không biết hạt đây này. Đây này em thơm đập ra xem nào. Đâu? Đúng rồi, đây này, trong nó có nhân như thế luôn. Lấy một chùm xanh xem nào, hay là lấy hạt dưa ăn như nào? Luộc ăn, luộc ăn nó bùi thôi. Cái này mới quả này. Ừ, xem ở trong nó có nhân thật không, nhân bùi không hay cứng đà. Hạt nó cứng đà. Ờ đúng rồi, mắm muỗi thật anh em ạ. Thật mà đây này. Quả này ăn như nào, luộc. Thế này. Chính xác luôn. Ừ. Đúng không? Man quá, bùi quá. Bùi không? Ăn rồi anh em ạ, nếu mà có mình hệ gì anh em cấp cứu luôn nhá. Thật mà cái hạt đấy, hạt mắm muỗi thật mà. Mình không biết, chưa từng ấy luôn. Thôi đi, không cần ăn nữa. Bác Khánh nhà đi. Xa nhà lắm bác Khánh ạ. Khánh mát thì lau mắt rồi. Đi. Đây này, anh em vừa lấy củi ở đây này. Chắc là mưa họ chạy à? Chắc là sáng nay ấy nhỉ. Làm gì, người nó vẫn ở đây được quá. Quá nhiều củi. Đốn củi. Đi, này em anh em này. Này, cây rẻ này. Xem thấy có hạt nữa. Này. Đập ra xem nào. Hôm nọ mình với bác Khánh vào ấy thấy một cây nhiều lắm. Hạt dụng đầy luôn đấy mà chưa ai chưa nhặt đấy. Anh em nào mà chưa nhặt đấy thì chắc là mình sẽ được nhiều đấy, nhưng mà thôi cây này chắc là không chơi nó, đi tìm cây kia đi. Này còn phải mất công đập lấy thì lâu quá. Đi, em thơm, đi. Dũng với anh Khánh thì đi vào bên kia trước này. Đốn củi ác, lấy còn cây sống ấy nhỉ, chắc mang về làm lán à.
Đây cây chết rồi. Đây cây đủ cái to này. Chích chọc 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 chọc. Một tang thế hả? Liềm tanh mà liềm nữa. Sáng nay mưa anh em ạ. Thử xem. Cái này cái nhỏ quá. Cái đấy mình với bác Khánh đi xuống hôm đấy ngặt ăn được hẳn gần bát tô kia rồi. Chú Dũng còn nhớ cái cây kia không chú Dũng? Hả? Chú Dũng nhớ. Em Thơm đang xem cái hốc kia hình như có con chôm anh em ạ. Có không em Thơm? Có cứt nó không? Đâu? Có cứt nó không? Thấy phân nó mà. Có phân, chả biết phân gì. Sợ hết mùa rồi đấy nhỉ? Chắc không phải phân chôm chôm. Đâu? Nó lên trên tận trên này rồi. Đi, kia nó đi. Mục đích của anh em ngày hôm nay là tìm hạt rẻ đó. Đây này anh em ơi. Cái cây này từ ngày xưa này. Nó bị cái dây quấn này, đeo quấn vào rồi nhìn nó hay không? Đấy. Hay phết này. Quả sơn em Thơm ạ. Quả hay ở đây. Say. Đây một quả nữa này. Đấy. Thối rồi sao cái quả này? Rồi. Cái quả kia kìa. Quả này bị sâu rồi. Ngon. Ăn như nào đây? Ủa, ăn cái trong của nó. Cái này vứt đi, không bị thối à? Chua lắm, chưa chín. Mãi không chưa đến thấy cái cây hạt rẻ nó rơi anh ạ. Chỉ gần 2 cây rồi, phân cây rồi, 2 cây rồi. Cây rẻ thì nhiều nhưng mà toàn những cái cây chưa rụng. Thấy cây nữa chưa? Đây rồi, đây đây. Này. Đấy, hạt to ác nhỉ. Sao em Thơm sao nó không bảo là hạt đắt đi nhỉ? Sao không bảo là hạt rẻ nhỉ? Anh em từ nhà cứ bước lên thì cũng mệt cái này bảo là hạt rẻ nhỉ. Đây này. Ý cuộc đời đúng không? À. Đây. Ăn cần nó đặt rất là tên đúng không? Đúng rồi, bỏ công đi gần 2 cây trong rừng. Được có ăn thật nhỉ? Được đấy. Vâng ác. Anh em mình đi xa để giảm béo chứ. Ờ đúng rồi. Căn bản. Đây, anh em cắt cơn trước đi, một vài hạt trước đi nhỉ. Nó hạt to thế này, anh em ơi. Mày ác. Đấy. Bùi ác. Vậy mua. Sữa ác. Ngon. Đây nấu lên thì giờ. Ừ. Ôi giời ôi luôn anh em ạ. Nhiều. Nếu mà được nhiều là mang cho vợ con ăn cùng nhỉ. Chắc vợ con ở nhà cũng chắc sửa đói đấy nhỉ. Gọi lên. Mai kia là gọi lên nhặt cùng đi. Hôm nay đi ăn đi làm mới rồi, có ăn rồi. Mà bạn ưng không? Bạn ưng mà. Ngon. Ông đây. Tiến này. Ông Sơn đấy. Hai con à? Sướng đẹp cho anh em. Đẹp. Này anh em mình tí nấu lên nhỉ. Nhiều khá nhỉ. Cây của nó này. Cả cây này rụng sớm nhỉ. Tối đến mà hạt to chứ. Tối đến là sóc nhiều ấy bác anh ạ. Sóc nhiều mà. Chắc không có. Nhưng mà có sóc thì chắc là nó không có hạt đây đâu. Nó ăn hết rồi nhỉ. Đấy, mình đi đặt với đấy. Hạt
tối anh em mình đi dình thấy nó lên, mai anh em mình đặt ấy. Đấy à? Lắm. Em như bắt con xuống hổ ấy. Ôi. Hết luôn. Ừ, nhiều phết anh em ạ. Anh em tạt tạt ra như này là thấy đây này. Đấy, nó ở dưới cái vỏ này này. Ở dưới tán lá của nó. Cái này ở trong bản mình có một bác các bạn ạ. Riêng bác cái chân của bác cái giày mà riêng đi vào đây không cần dép luôn. Không cần dép cần giày luôn mà không bị cái gai của cái này ấy luôn, cắm vào gì luôn. Thế hiếm lắm. Hiếm lắm. Mà tên của ông ấy cũng tên là hiếm mà. Bác hiếm của mình. Bác hiếm, bố hiếm. Bác quá đỉnh rồi. Mình là con cháu nhưng mà mình không được nhờ, không được gen nhờ. Đây nhờ ạ. Hạt rẻ, hạt đắt. Đấy. Đấy. Không nghe thấy bác Khánh gặp rồi. Tranh ăn của sóc. Rừng này đi có khả năng là rừng này có khả năng là ít sóc này. Số rừng khác ấy thì con núi đá ấy nhỉ. Với lượng hạt rẻ thế này thì đúng không? Cho mụn. Thế nó bon mồm tí đúng không? Để mắt mình nó long lanh ra tí. Nó đi lên mặt hạt rẻ. Bọc một phát. Công nhận cái lõi của trong nó mùi trắng tinh nhờ. Trắng bạch trai hơn nhỉ. Con hạt rẻ đâu mua. Đất nước mình phải bàn đấy đúng không? Mình chỉ bàn được giá thôi nhỉ? Mình mua rồi cái hạt to thôi, hạt đẹp thôi. Phát đoạn này đã đủ ăn rồi anh em ạ. Đủ bữa trưa hôm nay rồi, không lấy nhiều làm gì đâu. Tí nữa nấu cơm xong ăn, thích mang về thì nhà mình đi, để tiếp. Khánh phải phát ra đây. Dạ đó. Phát mấy cái. Thấy rồi. Vừa ăn gần hết à. Không thấy rồi, hết rồi. Vâng. Ngon anh em ạ, bùi lắm. Ngon. Anh em mình lấy đủ ăn bữa trưa ngày hôm nay rồi anh em ạ. Cho vào. Anh em mình sẽ cho vào món thịt kho tàu nữa anh em nhá. Anh em mình có thịt lợn này, trứng này, với hạt rẻ cho vào. Đi, đủ cho ăn rồi nhá. Cho nhiều quá nó trở thành ấy mất đấy, nó bùi quá nó không ngon đâu. Đỏ trắng tinh như này đúng này. Này hạt to tướng mẩy nhá. Đây này. Mẩy và trắng tinh em ạ. Đấy này. Bạn có nhặt thì bao ra nhặt cả ngày nó cũng không hết được. Vẫn có quả trên cây nó rụng xuống này. Bác cả ngày không hết đúng không? Đôi khi chặt cả cây nó xuống. Anh em mình đủ ăn rồi thôi. Đi. Cây này ăn cái này đi. Mỏi. Ui anh em ạ. À rẻ nha anh em nhá. Anh em chế biến ăn tại đây. Món hạt rẻ.
chuột nào bác Khánh? Chuột. Chuột nhỏ. Không, hôm nay anh em mình phải được hai con nhà chú chúng nhỏ. Vừa rồi là làm sổng mất con ở trong ống tre nhờ. Em Thơm không đi cùng anh em mình thôi. Tiếc lắm. Em Thơm ở bên trên này. Nhưng mà quay bắt được rồi. Bắt được rồi trong ống kia. Ở trong ống ấy nó cứ kiểu khôn khôn nhỉ. Đúng rồi, nó cứ cắn cái ống tre to kia nhỉ. Nó cứ chạy lên chạy xuống à. Ừ. Nó ống tre nó ngã nó dễ sợ mà. Cả cây mà. Cả cái cây tre. Đấy, đang ăn ở dưới gốc cây rẻ nhưng mà cái này cũng có quả nhưng mà. Bé. Đấy, nó chưa rụng. Đằng trên kia có một cây cũng nhiều lắm nhưng mà quả bé tí luôn. Cây là hạt rẻ tẻ, phải hạt rẻ nếp. Nó có nhiều loại mà. Hạt rẻ tẻ. Hạt rẻ tẻ nấu với em chuột à. Đây anh em ạ. Trứng đấy anh em bây giờ phải đun nước lên luộc trứng trước anh em ạ. Luộc trứng mình mới cho trứng vào. Đúng rồi, mới bóc ra. Rồi cho thịt lợn vào rồi cho bóc hạt rẻ ra. Luộc trứng anh em ạ. Hôm qua vỡ rồi, trứng này hình như có cả trứng thối sao ấy. Thế buộc túi lại. Vỡ là hết đấy. Cho thêm nước tí nữa không? Cho thêm một tí. Không có một tí nữa. Hỏng. Mới cũng lấy. Ngoan. Ung tích xứ đi. Quả là khá hiền. Tiến lai cán thế mới lên nữa. Thì anh em mình chơi trứng ung cho nó lạ. Ừ. Khuy kho trứng ung. Ấp dở ngon hai nhánh heo mà còn đấy. Ừ. Mà Khánh nó bỏ đâu đây? Đấy. Rẻ của anh em mình đây các bạn ơi. Chật chật. Thì anh em mình đập ra rồi mới rửa thôi. Gì cho vào cả quả ăn thơm. Sao có vỏ ấy, Thơm bảo nhá. Thơm buồn cười thế này. Đập. Bây giờ là đến cùng đoạn là đập rẻ anh em ạ. Bóc ra chú Dung. Đấy. Chú Dung là chuyên về máy bóc nhá. Còn bác là chuyên về máy đập thôi. Máy dập. Máy ép. Máy nghiền. Một bên là máy nghiền, một bên máy bóc. Anh Thơm định làm gì đấy? Rút con kia. Kì nó. Con muối thì mà có phải con kiến đâu. Hôm nọ anh em mình cũng làm đi rừng chơi rừng, hôm đấy anh em mình chơi rừng nhờ. Được nhiều đặc sản phết ăn ở đây nhưng mà hôm đấy anh em mình không quay video anh em ạ. Có mình với bác Khánh chú Dũng thôi. Xuống thật. Nhưng mà cái em Thơm thì quay rồi. Ừ, em Thơm. Có em Thơm lên hình nó khó. Em có thiếu em Thơm với chú Vĩnh ấy. Đúng rồi. Em Thơm với chú Vĩnh nhá. Em Thơm có vị gì bác Khánh? Có chứ, có vị mặn. Mồ hôi ra có vị mặn đấy em Thơm ạ. Như thế mà không bảo không có vị. Đúng rồi. Chú anh hay nói kiểu đấy nhờ. Anh em mình đi quay phim ấy, chú anh hay bảo là chú anh lên đi để lên hình, chú anh hay nói là chú anh thì có vị gì kiểu thế. Có vị chứ nhỉ. Anh hay chiêu kiểu anh em mình kiểu đấy. Hôm nay chú anh rủ anh em mình xuống nhà chú anh ăn cá mà bảo cá chết hết. Có khả năng là có món canh bon đấy nhỉ. Ờ. Bảo gác bếp đi. Mà hôm nay thì mình bảo là hôi mai. Thế vừa mới mua vào chết 60 con. Hôm nào mình xuống chú anh ấy mình phải bắt ngỗng xuống. Ngỗng ngàn to ấy. Ngàn to đúng không? Hỏi chú anh đợt này bia biếc xuống đúng không? Ừ. Hỏi chú anh đợt này hám tiết canh tiết thế nào? Nào đúng không? Nào đúng không? Cho bác Khánh nha. Cho bác Khánh hám. Bác Khánh hơi mạnh. Này hạt to đấy, này có mày tải đi bán thì cũng có khối tiền đấy em Thơm ạ. Hay là mình hôm nào anh em mình lên trên núi đá kia mình đi bẫy chim bẫy ấy nhỉ, bẫy chuột đi nhỉ. Này mang lên bẫy chuột thì vài với sóc. Mình buổi sáng mình sẽ mang gỡ gáp lên mình giải từ chiều đến tận tối. Hay là mai mình nhặt quả này đi đuổi lấy rượu đây. Rồi buổi sáng mình bắt đầu đi xem. Rượu uống đi. Nhờ. Rồi mang cái gì lên làm lẩu chuột ăn. Đấy. Lẩu chuột thì chắc được ấy nhở. Được. Lẩu chuột này mình cho một tiết lợn tiết vào cho vào giống như kiểu rượu mận ấy. Chắc là cũng sẽ ngon đấy. Cho cái nước tương bần vào. Với cả trên đấy có lá hòm bay. Đúng rồi. Là gì nhỉ? Món là thịt lợn hầm với hạt rẻ. Người ta hạt sen anh em mình hạt rẻ đi. Ừ.
đổi hạt rẻ này hạt tự nhiên anh em ạ. Nhất hạt có khi hạt sen hạt, không ngon bằng hạt sen cũng là tự nhiên có ai chế ra được hạt sen thôi. Biết được không? Không, nó... hạt sen giả có à? Không, căn bản là hạt sen đó mình phải trồng. Có hạt muỗi kìa. Mình không trồng. Ở trong bản mình có ai biết hạt muỗi kìa không? Nếu mà biết thì mình chế được một món đấy. Hạt muỗi ở dưới kìa. Mang về một hai quả. Mang về nhà, mình mang cho một túi về nhà hỏi ông bà ở nhà biết ngay mà. Nếu mà hạt muỗi thực thì anh em mình lại có một cái món cắt cơn ngon. Không, mang là mang một túi à? Mang cả chùm ấy. Miếng to đấy em thôi. Miếng to em thôi. Miếng vuông vuông to ấy. Vuông to ấy. À thái vuông cái gì? Kiểu thái kiểu thịt kho tàu ấy. Rồi. Em tàu. Như thế được ấy. To quá. Con hơi to. Đấy hạt rẻ của anh em mình đồ bằng này này. Đây anh ơi. Điều qua một tí nữa là ok. Thái gì kiểu này đi bác Khánh. Bác Khánh ơi. Em thái kiểu này đúng chuẩn. Ơ đúng rồi. Em thơm đúng là sinh ra thái thịt lợn. Đúng là thơm thịt lợn. Ở nhà mình cũng hay làm kho tàu ấy. À. Ngon chưa? Ra xem nào. Ôi, chúng ta thôi sướng á. Móc ra. Quần cũng rách nữa, ác này bác Khánh nhỉ. Quay. Quần rách ác nhỉ. Đi rừng. Mà mặc quần điện thoại ấy. Quần này bác. Mình quần này mặc ra mình để giữ ở trong tủ. Để giữ trong tủ à? Mặc ra mặc đi. Quần trong vẫn khâu đấy chứ. Ôi, có hai lớp chỉ cơ mà. Về nhà bác chịu khó vào chị Hà nó khâu hoặc là mua cho cái mới đi. Thôi mình dùng được bao nhiêu thì cứ dùng thôi. Ngon thế này bà chú bảo bà thối. Thối lắm. Căng thật bác Khánh. Cái này thì không phải trứng thối đâu, cái này là kiểu để lâu quá. Lâu để lâu quá. Ấp dở ấp dở. Nặng nặng nữa. Bác Khánh là sở trường của bác Khánh này anh em ạ. Mình chỉ sợ nó mốc ra thôi. Còn cái món trứng thối này là sở trường của bác Khánh này anh em ạ. Ngày xưa là chú anh với bác Khánh còn chưa làm video với mình ấy. Ở mà tìm được quả nào ở dưới ao mà nó ngâm 1-2 tháng cái ruộng này. Chú anh xong nó nổi lên này. Chú anh mang cho bác Khánh ăn này. Chú anh gióm về cho bác Khánh. Sợ thật nhỉ. Ây da. Cho muối mì cho em thơm. Cho hết rồi. Ui. Đây thôi, tí nè. Giờ anh em mình, công việc của anh em mình là bóc trứng. Hay cho nó sôi lên mới cho nhờ nhỉ. Hay cho vào luôn nhỉ, trứng mình. Này, phải cho vào luôn đấy nha. Ừ. Đâu, mang đây rửa nè. Mớ lợn bản anh em ạ. Lợn bản thì ngon rồi. Lợn mán. Không lấy mấy đâu nhỉ. Ừ. Ăn ngon. Bản là lâu. Của anh em ăn hết chưa? Chắc là chưa, em thơm nhà em thơm chắc vẫn còn đúng không? Sao mà hết, hết rồi anh Như. Ăn hết rồi, ăn hết rồi. Lâu rồi. Chả biết hết thì còn quên. Mình làm top mỡ để với cả gác bếp. Ăn nhiều mà. Bếp tắt một. Vàng nó càng. Em thơm nó kìa đấy em thơm ạ. Đây, em thơm, cho vào đi. Hạt rẻ đây. À. Cho nước vào thôi, sắp sắp thôi. Rồi nhá. Cái kia đâu, gia vị kia đâu cho Dũng. À dạ. Gia vị kho tàu đó. Muối mì chính tình hình như nào? Không, chả biết có cho không nhưng mà có gia vị kho tàu kia. Khén có cho không? Không, không, không có ra có kho tàu là được rồi. Không, không cần phải cho cái gì nữa. Bây giờ bóc anh em bóc trứng nữa. Phải bóc trứng. Lấy cái bát về đây này bác anh. Nóng lắm. À, anh em mình chuyển sang kho bóc trứng cho nào. Này vẫn có thối à? Vẫn còn. Có sợ mặn không ấy nhỉ? Không, không mặn đâu. Hả? Em không cho muối mì chính rồi. Không, mình chỉ không cho muối đâu. Cho ít mì chính bột ngọt thôi. Thế không mặn đâu. Hay là cho một gói trước? Cho một gói trước đi em thêm. Cho nó mặn đấy. Đúng rồi. Cho một gói trước đi. Thì lọc ở đấy, nó cho bao nhiêu tiền, cho bao nhiêu? Không mặn, không mặn. Ngọt đấy, ngọt rồi. Thế anh em mình lại đốt đi. Em thử bạn. To luôn. Anh em dừng không được xả rác ở đây. Bụi năm. Rồi. Đào lên em ạ. Cho vào luôn, cho vào lửa luôn đi. Tí nữa sôi lên trứng kia cho sau cũng được mà. Chín rồi, chín sẵn rồi. Này em xuôi ăn thì
nhất mừng lum nhỉ, chú đúng nhỉ? Hơi ít nước hay sao ấy nhỉ? Tầm này rồi. Kho mà, phải là mình canh đâu. Canh có phải canh canh hạt sen, hạt hạt sả đâu nhỉ? Ôi xua. Ờ đúng rồi, được đấy. Cần... quá là ok bác Khánh ạ. Ok. Chiến anh em. Vẫn ngon. Ngon rồi. Trứng thối mà đúng không? Quả này cũng thối đúng không? Quả bác Khánh có thối không? Này không thối. Nhưng mà cũng sắp hiện tượng rồi. Bát của bác Khánh này hơi bị uy tín đấy. Rửa đi. Chỉ có anh em mình thôi mọi người ạ. Mà làm thịt kho tàu mà cho trứng thối ấy. Nhờ. Đúng rồi. Không có ai làm thôi. Y với kỳ này là Khánh. Chùa lắm đúng không? Vẫn ăn được. Tốt. Cái này phải xào lên không thì mùi tăng quá. Cái gì đấy. Mình đi từ trưa sáng. Tờ mờ sáng là gì? Xong rồi chú Dũng quay về bản thì gọi nhỉ. Gọi xong bác định lên nhưng mà mưa luôn. Trời nhanh lắm nhờ. Cái trứng này rồi. Đấy. Ok. Được chưa anh em? Được rồi. Nhưng cắt cân. Bỏ kiểu gì chứ? Lá chuối, lá ấy thôi, lá cây thôi. Ở nắp vẫn ơ ở nắp vẫn ơ khổ lắm rồi. Ồ, sao đó? Tích lúa giấy, mà tích khổ phải đó. Tích lúa phương giấy. Ồ. Không 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 đổ được đâu. Thoải mái. Vài lá cây vì lót đi. Mình chiến thế nào nhỉ? Không, phải lá. Chẳng lá. Kẻ mặn thế, có đây mức ngập chi vậy? Ờ, tôm mà thì điều mưa nữa. Ừ. Ý đã, chưa tướng coi. Ôi, bố hời, điều đâu. Chết tay dài. Đây này, lấy lá này đi. Leo hộ đi. Dưa ba mà đang nớ này bọc mà. Hơi căng cái nồi này nó không có tai ấy. Rồi. Ok. Kéo lên nữa đi, tí này. Chuẩn bị cắt cơn anh em nha. Dập lửa đấy anh em ạ. Tăng mấy? Rán phố phải đấy. Đúng chưa? Chuyện nó chưa đỏ mấy nhỉ? Không, mình cho nước vào rồi này không đỏ đâu. À. Mình về. À, cho vào sau đấy. Thế mẹ tôi bị làm cho vào sau đấy. Cái này nó không đỏ đâu, mình cho cái kiểu nhiều nước quá ấy. Không đỏ bác Khánh ạ. À. Ừ, vẫn ngon rồi, ủa, thật định rồi. Được đấy. Thôi nhưng mà cái này là ngon rồi. Mà hạt rẻ xuống dưới hết. Kể nó thôi. Đi nha, mình ăn xuống dần nhỉ. À. Không có tít nước nào nhỉ. À, xuống này đi, ăn xuống này đi. À, mình có canh rồi, thôi được rồi. Không, ăn chỗ này là đúng rồi. Cái này đúng rồi. Một người ngồi đấy, hai người ngồi đấy. Được. Thế thì... cho canh ngon của mình vào đây. Đây, canh ngon cho vào bát đây em thơm. Cho vào nồi cũng được. Ừ, tùy anh em nhưng mà cho cả nồi cũng được mà. Cho vào nồi đi. Cho vào bát kiểu em thơm ấy. Cho bát kia dùng thủ chuông luôn đi. À, cũng được. À đây thủ chuông qua. Thế thì ok. Oh, lê lê, là lý đấy anh em ạ. Mời tất cả anh em làm bữa cơm cho rẻ với anh em mình nhá. Ngoài ra đây. Đây là thìa bác Khánh ạ. Canh núi rừng. Còn cái này là cũng là cả núi rừng nhưng mà có cả đồ ở nhà. Thôi và các thầy cũng chung nhau vậy. Đấy, để làm mình làm lấy đũa được. Xin phép anh em làm tí thủ tục. Thủ tục vừa rồi làm không làm à nhỉ? Chưa quên. Rồi mời thổ địa nhá. Đấy này anh em mình ở trên này là đi rừng ăn cơm ở rừng là anh em mình luôn làm thổ địa đấy. Đúng không? À, đấy không làm thì đấy, là như thế anh em nhá. Không làm thì lại thế này thế kia đúng không? Các bác Khánh ngồi bên kia đi. Thôi khó quá. Đúng rồi. Bác ngồi bên kia thôi. Nó không ngồi được. Thôi mời tất cả anh em đi. Mời mọi người nhá. Hôm nay anh em mình đi rừng lên đặc sản thì có núi rừng không có tiểu anh em ạ. Đi rừng thì thôi. Thôi chiến thôi. Miếng to vào đi. Nó tươi. Mời. Em mình rau cỏ không kiếm được rau rừng nhỉ.
Thôi em chiên đi, nó hơi nóng ấy. Rồi. Phải từ từ. Làm tí miếng mưa anh em ạ. Rồi. Ô đúa nhỉ. Ngon. Có thấy cái đúa không? Ngon. Thôi bác lấy thìa đi. Ngon lắm. Để xúc cái này. Có. Sợ nó quên hết rồi. À, đây đầy đúa. Đây có gì ngoài đũa đúng không? Ừ, ngon. Món thử gần. Anh em mình đủ bát đấy hết chưa? Bát chuông chưa? Bát đây. Okay. Không biết đầu đuôi như thế nào luôn. Được rồi. Đấy, được. Như thế là được rồi. Thôi bây giờ bác Khánh lên đi nhỉ. Lên thôi nhỉ. Thôi có lên đi. Thôi không chuyện phải theo vòng gì đâu, anh cũng ăn đi. Không mời anh em nhá. Chuyện đi. Ăn cái này nó mới ngợp này. Ngợp. Ngon không? Ừ. Chắc ngon này. Bùi lắm. Mình tìm cái chiến cái hạt rẻ của nó trước kia nào. Hạt rẻ nó dưới em thôi mà. Hạt rẻ bùi. Bùi lắm nhưng mà nó... Ôi, cái bát to đùng luôn nha anh nhá. Xuống chưa? Đúng. Mời tất cả anh em nhá. Ăn cơm rừng với anh em mình. Trên đúng. Rừng anh em ạ. Ăn cái này nước sướng mất đá. Được luôn ạ. Ăn được lắm. Thử hạt rẻ xem tình hình nó như nào. Đúng. Mời tất cả anh em nhá. Hạt bùi lắm. Chiến em nó. Bất hình linh. Cạn nhanh nhờ. Cạn nước nhanh nhờ. Bùi hết. Bữa mình to quá. Hạt rẻ bùi. Thôi hợp. Thơm làm ít canh đi. Nào cũng ngon anh em ạ. Được. Ôi da, làm mạnh mới đem thơm. Mớ này ngon lắm mà. Thế đi. Làm thêm mớ đi. Ngon. Ăn mớ bổ mớ à. Nè. Thôi. Ngậy. Ngon nha. Được. Ăn lúc đó nó ngon này. Được. Được ạ. Ngon này. 9,5 điểm. Ừ. Hạt rẻ. Xuống nhờ. Bác Khánh con coi à. Đâu để em xúc cho nào. Ok. Ôi, cho bác Khánh đâu vẫn nhớ bát đi. Bác. Rồi. Sau bác nhớ mang thìa nhá. Okay. Mang bác mất mất phần đấy. Xuống nha. Hạt rẻ này. Bùi không em thơm. Ngon. Quá ngậy luôn đấy chứ. Nóng quá. Nóng quá. Rẻ anh em ạ. Ăn như hạt sen luôn nhỉ. Mình trên anh em mình không có hạt sen. Rồi mình lấy thay hạt rẻ thay hạt sen. Mời mời tất cả anh em nhá. Nếu mà như mình ấy, hạt rẻ thơm hơn nhỉ. Này mình nấu với cơm. Kiểu mình xôi cơm ấy, ngon đấy. Kiểu như là lạc đũa xanh ấy. Đúng rồi. Bùi. Ngon. Ăn lúc nóng này mà. Lúc nóng thì cũng ngon này. Cái ăn miếng to này xuống em được. Sở trường cho Dung đi đi. Rất rõ ràng rồi. Rồi, mỡ lợn đây. Nghe mẹ. Xuống. Bác làm chục miếng rồi đấy. Thôi, lên sở trường thôi bác Khánh. Ngon. Lên thôi, lên liều liều thôi. Mọi người ngon ăn nhỉ? Ngon thật. Được. Lấy bát cơm ngon nhỉ? Ngon. Hạt đắt của anh em mình. Ăn cái này nó nóng rồi ngon. Nó nóng trong người à. Em hôm chiều đi chạy cà phê em. Chắc là đi đấy. Giờ nó chưa chín mấy. Đi được có tiền xăng thôi nhỉ. Đủ tiền xăng với cả được 5 lạng thịt về ăn tối. Bác thì được à. Được có một buổi 100.000 thôi, tính ra. Xoay vòng được một đợt rồi. Mình thì chỉ... Em còn chưa xoay vòng không? Chỉ đủ tiền đấy thôi em thôi ạ. Xoay được một vòng à. Ờ. Cho bọn trẻ nó đi học ăn sáng thôi. Nó chưa chín thôi, nó chín thì xem. Mày kia ngon ngay. Chín hái không kịp nhỉ.
mà khua chín ra phải thuê người đó. Thuê á, thuê nó rụng hết, mưa xuống một phát rồi. Anh em lên trứng đi. Trứng trứng á. Xuống kìa. Chưa ướp gì nhỉ? Ui dồi ôi. Nóng. Thôi ngon mà ngon. Phước phước nha. Bùi ốc. Bác phải lên mỡ trước. Bác Khánh ạ. Bác Khánh lên mỡ nhiều à? Lên gà má ơi. Mình có béo người ăn nha. Mỡ nhiều béo. Như bà già già á. Còn mình á. Thôi xuống. Không ăn mỡ rồi á. Mỡ không ăn thế nào đâu. Có người không thích đâu. Năm mà không thịt lợn thì vẫn sống được. Không thèm nữa. Không ăn bao giờ chứ, cả năm không ăn miếng thịt lợn nào chứ. Chịu nhỉ. Mình thì thịt lợn này nó thì được cơm rồi. Thì ăn thịt chim sóc ở nhà này, ở ếch, chài, măng thích, thôi. Thích ăn đặc sản đấy, anh em mình ấy. Măng này, ở nhà măng. Hoặc là đi làm ấy lúc nào cũng có phải măng lay măng loi. Xong rồi rau cỏ. Cua ếch, ốc ếch. Đấy. Tầm nhộng ong. Đấy. Bà thích ăn những đồ mình đặc sản. Mình phải có như thế này nhỉ. Cá tùy tục. Cá ao cơ, nếu mà cá chợ thì không ăn. Bùi phết, anh em làm người quả trứng ấy. Trứng đi chú Dung. Ngọt ác. Trứng ấp dở ấy. Nói nước nè. Làm quả nào nó nguyên vẹn đúng không? Không, quả nào nó phải như kiểu bác Khánh một tí. Nhưng mà nó một tí thôi, nó không kiểu xanh ra như kiểu bác Khánh thì căng quá. Căng như mòn. Mời nhé nha. Phải trứng thường. Ý hàng thường. Trứng thường hả? Hàng thường thì cũng ngon nhưng mà nó không được ngậm như kiểu hàng ấp dở anh em. Đúng rồi. Nóng à, ăn vào này sướng. Làm đây, làm quả đây. Quả này đấy. Anh to đấy. Anh dừng đặc sản của mình ăn cái này nó lợm lợm đấy nhỉ. Đúng rồi. Ăn cái này nó hơi nhạt đúng không? Đúng rồi. Nó đậm một gia vị kia đúng không? Rồi. Bùi. Bùi không? Không thối gì. Nó như kiểu trứng thường rồi. Canh, món canh đặc sản của anh em mình. Đặc sản từ núi rừng. Quá đậm đà. Đúng là của núi rừng có khác nhỉ. Thịt nó ngọt. Chịu khó ở đây là ăn gà hạt rẻ đúng không? Ngon. Hướng. Ba chỉ này, lợn mán này thì nó không mỡ nó không ngấy nhỉ. Ăn được rồi. Ăn nó thơm nhỉ. Nó dai dai nhỉ. Nó giòn đã bác ạ. Ăn mỡ này thì mỡ chỉ có béo ngậy thôi. Đúng rồi. Nên lên gà mát ấy. Bây giờ là anh em mình xin phép được kết thúc video của anh em tại đấy nha mọi người nhá. Anh em bây giờ chuẩn bị đi hái cà phê anh em ạ. Em Thơm thì ở quả đồi kia anh em nhá. Bác Khánh thì ở bên này thôi. Còn chú Dũng thì ở tận tít kia. Rồi là xa hơn nhờ. Kết thúc video anh em tại đây thôi. Chào tất cả anh em nhá. Chào.